sáng hôm sau lại là coi như ai tới ghế bàn chứ mình dắt tới bên đời đó là già đi với mô già không có tới và bỏ cái tăng và đi luôn chìa khóa già cũng dựng luôn thành chỉ biết nó đem ghế đem bàn tới ông đời để mà trường phố mà làm để mà 11 giờ làm lễ mà sao già mới tới tới thì phải đi mua